Đây là thành phẩm của món bánh cam hay còn gọi là bánh còng, bánh rán mình vừa mới làm xong đây. Rất là ngon, hấp dẫn và món này thì ăn vặt sẽ rất là tuyệt vời luôn. Và làm sao để chúng ta làm được một cái món bánh ngon như thế này thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món bánh rán các bạn nhé. Hay ở miền Nam thì gọi là bánh cam hay là bánh còng á. Thì nguyên liệu các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 230g bột nếp, 70g bột gạo, 20g đường để chúng ta làm phần vỏ bánh. Đến phần nhân bánh thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 100g đậu xanh, 70g đường nếu thích ăn ngọt, còn nếu không thì các bạn sẽ giảm lượng đường đi nhé. Và phần vỏ bánh nếu như mà các bạn muốn nó có cái độ xốp của bánh thì các bạn sẽ thêm cho mình ở đây đó là 150g khoai lang. Khoai lang này thì các bạn có thể lựa chọn khoai lang vàng hoặc là khoai lang Nhật đều được. Tuy nhiên ở đây thì mình dùng khoai lang vàng, nó có cái độ mềm của khoai và nó rất là xốp. Bây giờ thì mình sẽ làm phần nhân bánh trước các bạn nhé. Ở đây đậu xanh này sau khi mà các bạn mua về thì các bạn sẽ vo đi cho mình để cho nó sạch. Các bạn sẽ vo sạch cho mình đi. Các bạn sẽ cho vào một cái nồi để chúng ta nấu phần đậu xanh. Bởi vì là các bạn không ngâm, ở đây mình không ngâm cho nên là mình sẽ cho vào nồi để nấu. Còn nếu như mà các bạn có thời gian, các bạn có thể ngâm trước từ 3 đến 6 tiếng, sau đó đem hấp. Các bạn sẽ thêm nước vào đây nhé. Với 100g như thế này thì các bạn sẽ cho vào cho mình đó là 300ml nước, đun sôi và đến khi hạt đậu chín là được. Một cái nồi để hấp khoai lang. Nấu đến khi mà nó cạn 300ml nước như thế này thì các bạn sẽ thêm cho mình 70g đường vào đây. Các bạn khuấy đều để phần nhân này quyện với đường. Nấu đến khi mà phần nhân nó khô hẳn đi là được. Mình sẽ dùng muỗng để khuấy đều để cái phần nhân nó cũng nhuyễn ra luôn. Các bạn ơi, khi các bạn thấy cái phần nhân này nó sệt lại như thế này rồi đó, thì các bạn sẽ để cho nó nguội một chút, sau đó thì mình đem đi để vo viên nha. Các bạn sẽ chia bột ra cho mình thành cái phần nhân này thành những cái viên có cái kích thước nó bằng nhau. Các bạn dùng một cái thìa thì các bạn có thể dùng thìa lớn hoặc thìa nhỏ, nhân tùy ý các bạn nhé. Các bạn muốn ăn nhiều nhân thì các bạn cho nhiều.
nhân rất là nóng, cho nên là khi mà các bạn làm thì cẩn thận một chút nha. Sau khi mà các bạn chia bột xong thì các bạn sẽ ve tròn lại cho mình như thế này, thành các cái viên nhân nó hình tròn và nó gọn gàng một chút đó. Bây giờ thì các bạn sẽ để trong ngăn mát tủ lạnh trong lúc mà chúng ta làm phần bột các bạn nhé. Khoai sau khi mà các bạn hấp chín rồi thì các bạn sẽ cho ra một cái tô để chúng ta dầm khoai trước các bạn nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cho 230g bột nếp, 70g bột gạo, 10g đường. Và các bạn thêm từ từ nước. Ở đây với công thức này thì mình sẽ dùng 200ml nước ấm tùy bột cũ hay mới. Bột cũ thì thường là sẽ hút nước nhiều hơn. Tuy nhiên các bạn cứ cho nước từ từ vào cho mình thôi, để chúng ta còn cảm nhận được cái độ bột. Các bạn dùng nước ấm nhé, nước ấm khoảng 40 độ. Như vậy là mình đã cho hết ở đây là 200ml nước ấm rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng tay để mình nhồi bột. Các bạn sẽ nhồi bột cho mình từ 8 đến 10 phút. Sau khi các bạn đã nhồi bột cho mình được 10 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ ủ bột nhé. Và các bạn thấy các bạn véo bột lên này, nó không dính và không quá khô, các bạn vẫn cảm nhận được bột mềm thì các bạn không cần cho thêm nước. Và khi mà các bạn ủ bột thì các bạn sẽ dùng cho mình cái khăn ấm hoặc là một cái màng bọc thực phẩm. Các bạn để lên trên, nhưng mà thường khi mà mình làm bánh này thì mình hay ủ bột bằng một cái khăn ấm các bạn nhé. Và các bạn sẽ để bột nghỉ cho mình trong khoảng thời gian là 30 phút. Khi mà các bạn đã ủ bột cho mình được ở đây là 30 phút thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần bột này đi để làm bánh các bạn nhé. Các bạn thấy bột nó vẫn còn rất là dẻo như thế này. Ở đây thì mình sẽ chia bột ra làm đôi.
một phần mình làm bánh bánh rán, một phần thì mình làm bánh còng. Các bạn sẽ đếm xem là cái phần nhân của chúng ta nó được bao nhiêu nhân. Ở đây thì mình có làm đến đâu thì chúng ta lấy bột đến đó nha. Lúc này thì các bạn nặn như là các bạn nặn bánh trôi ấy. Đó, mình vo tròn. Sau đó các bạn nhấn xuống. Đó, và các bạn làm tương tự cho mình như vậy cho đến hết các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đã nặn xong bánh rồi thì các bạn sẽ phủ cho mình cái khăn ẩm đó lên đây để đi chuẩn bị chảo để chiên bánh các bạn nhé, để cho bộ bánh nó không bị khô. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo dầu để chúng ta đem đi chiên nhé. Các bạn sẽ chiên nhiều dầu một chút để bánh được chín đều và không bị cháy. Với món bánh này thì các bạn sẽ chiên bánh cho mình từ khi mà dầu còn ấm như thế này. Các bạn sẽ cho vào bánh vào luôn để bánh nó không bị nổ, không bị vỡ. Và khi chiên thì các bạn chiên ở lửa nhỏ. Các bạn thấy bánh nổi lên trên mặt như thế này thì các bạn sẽ lật bánh cho mình nhé. Sau khi mà các bạn thấy phần bánh nó đã vàng được như thế này rồi thì các bạn sẽ vớt ra cho mình nhé. Các bạn sẽ cho vào cái giấy thấm dầu.
ơi, sau khi mà các bạn đã chiên bánh được xong hết cho mình như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm phần đường để áo phía ngoài của bánh các bạn nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 200 g đường cộng thêm 50 ml nước. Các bạn đun đến khi đường tan chảy và kéo sợi được thì chúng ta sẽ cho bánh vào để nhào. Khi mà các bạn thấy đường lúc này các bạn có thể kéo được sợi như thế này đấy, nó chảy giọt như thế thì bắt đầu chúng ta sẽ cho cái phần bánh vào để ngào nhé. Các bạn làm từng chiếc cho mình, sau đó thì các bạn sẽ đặt vào một cái giấy thấm và cái này thì không tiện mất rồi, cái này thì phải các bạn sẽ phải rồi, con dắt lên cho mẹ đi, con dắt vừng lên cho mẹ. Đâu ạ? Nhưng mà nó hơi xa, con chờ mẹ. Đâu ạ? Đó, các bạn nhúng như thế này thì chúng ta sẽ có được nhiều vừng. Còn nếu như một ít vừng thì các bạn dắt cho mình nhé, xua dắt giúp mẹ đi. Vâng. Mình sẽ làm phần bánh còng này trước. Và các bạn lưu ý là lửa các bạn để nhỏ cho mình thôi nhé. Thôi, để con lấy đũa nhé. Đũa không được đâu con ơi. Đây là toàn bộ thành phẩm của món bánh này mình đã làm xong rồi đây. Khi mà các bạn để nguội rồi thì các bạn sẽ thấy là cái phần vỏ phía ngoài nó có cái độ giòn đó, và ở trong thì lại mềm, ăn rất là ngon. Cũng như là các bạn sẽ thấy là món bánh này cực kỳ hấp dẫn đối với các cái bạn nhỏ. Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.